Mũ mình sẽ kết thúc ở hàng thứ 48 nhé. Mũ này mình sẽ không chiết này. Mình đã chuyển toàn bộ sang sang kim. Đây, cắt dây này. Kết thúc xong cắt dây này. Chuyển hết sang 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 dây này. Mình đi thêm sang bên mũi sang 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 cái vế bên này một đoạn để cho chắc nhé. Rồi. Rút dây này. Chuyển vào trong để chờ này. Làm quả bông xong rồi sẽ buộc vào bông nhé. Mình sẽ hướng dẫn làm quả bông nhé. Cắt một đoạn dây này để buộc này. Ở đây mình có cái này để làm quả bông này. Nhưng mà nếu các bạn sẽ không có nhé, các bạn có thể dùng một tấm bìa. Đấy, các bạn cắt nhé. Các bạn chia đôi ra này. Cắt này. Để lại một chút thôi. Để cho nó giữ. Đây. Rồi. Các bạn quấn cho mình 20 vòng. 20 vòng trước này. Mình sẽ dùng dây này. Buộc thật chặt này. Rồi tiếp tục cứ để như này nhé. Bạn quấn thêm cho mình 20 vòng nữa. Thêm 20 vòng là nếu mà các bạn muốn quả bông nó to thì mình có thể quấn thêm nhé. Này, dây này. Trước tiên là mình sẽ buộc ở phần trên trước này. Cứ buộc thắt nút rồi nhé. Thắt nút thật chặt. Rồi. Vòng ngược lên trên này. Thắt nút phần ở dưới này. Mình tiếp tục này, quấn ngược lên này, quấn ngược vào đây. Siết chặt. Buộc thêm lần nữa. Đấy, như vậy đã xong nha, mình buộc xong này. Để kéo này. Cắt phần đầu này. Cắt hai đầu này. Đây cái này, mình gắn tách ra. Này mình sẽ buộc vào mũ và mình sẽ tỉa cho nó gọn vào nhé. Cái này mình sẽ tỉa vào gọn này, luồn vào đây và buộc vào cái dây chờ ở phía đằng sau.